Dạ vâng, lại là em Hương đây các bác ạ. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các bác vào xem bếp thì cho em Hương xin một nốt like. Bác nào chưa đăng ký kênh, ủng hộ em Hương một nốt đăng ký kênh cả nhà nhé. Hôm nay giới thiệu với cả nhà một chiếc bếp quốc dân của mọi gia đình luôn các bác ạ. Một chiếc bếp rất là thông dụng và cũng rất là dễ sử dụng thôi. Vừa dễ sử dụng, vừa an toàn, tiết kiệm mà giá lại cực kỳ hợp lý luôn ạ. Các bác cùng theo em Hương xem hết cái video này cả nhà nhé. Một chiếc bếp của Paloma. Đời thì nó không cao đâu cả nhà, đời 2014 thôi. Nhưng mà nội thất ở bên trong này và những cái gọi là mặt mũi rồi thành vách đều rất là đẹp hết. Đây ạ, cái thành vách bên trái cũng rất là đẹp, không móc méo gì cả nhà nhá. Thì bếp vận chuyển thì nó có bị chầy thì em có chấm một chút sơn ở cái mặt hông như thế này này. Đấy, đây là cái bếp chưa lửa của bếp các bác, còn rất là vàng. Đấy, rất là vàng đây ạ. Vuông thành đứng cạnh cả nhà nhá. Cái chiếc bếp bên trái thì người ta nấu ít hơn nên nó sẽ vàng hơn, còn bếp bên phải thì nấu nhiều hơn nên là nó có xịn màu hơn cả nhà. Đây là họng của bếp đây. Họng rất là sạch sẽ. Các anh chị nhìn kỹ còn thấy cả dấu vân thép ở trên đây. Cái kiềng này là cái nó có vết gọi là dấu hiệu nấu rồi thì như thế này ạ. Tất nhiên là hàng bãi nó không thể gọi là xuất sắc 100% như hàng mới của mình được đâu. Nếu mà anh chị đang tìm kiếm một cái chiếc bếp ga gọi là mới, full hộp, full thùng thì có thể bỏ qua cái video này nhé. Gọi điện cho em Hương theo số 0359014200. Em Hương sẽ gửi mẫu và báo giá bếp mới cho cả nhà. Đây, hôm nay em Hương giới thiệu một chiếc bếp hàng bãi cho các bác ạ. Hoặc là các bác có thể xem ở trên kênh của em cũng có rất là nhiều video hàng mới đấy. Đây cả nhà nhá, lửa cực kỳ xanh luôn đấy ạ. Đây, khi mà mình mới bật bếp thì ga nó chưa có được thông. Chị ơi, bây giờ em Hương sẽ test các cái tính năng của bếp và sẽ cho cả nhà thấy là cái chiếc bếp ga này nó an toàn như thế nào cả nhà nhá. Đối với những sản phẩm của người Nhật ấy, thì rất là an toàn, tiết kiệm và cực kỳ bền luôn. Ngoài cái độ bền này và cái tính tiết kiệm ga ra thì bếp nó còn hai cái đặc điểm ưu việt so với bếp ga nội của mình mà bếp ga nội của mình sẽ không có được. Đó là cảm biến chống cháy nổ các anh chị nhé. Lát nữa em Hương sẽ chỉ cho mọi người cái cảm biến đấy. Và hiện tại em Hương đang test cái tính năng đó là chống cháy nổi. Cái thứ hai đó là cảm biến lửa sẽ tự động khóa ga khi mà ngọn lửa tự nhiên bị mất đi. Khi mà bếp nó nóng lên rồi, nồi nó nóng lên rồi thì bếp sẽ tự động giảm nhỏ lửa như thế này. Đấy, cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ lửa, rất là thông minh các anh chị ạ. Các bà, các mẹ nhà mình dùng cái chiếc bếp này thì sẽ cực kỳ là thích luôn. Tại vì nó sẽ không có bị cháy nồi, không may các bà, các mẹ có làm một công việc gì đấy. Đó, sau khi mình quên mất là mình đang nấu một món ăn thì bếp sẽ tự động tắt cả nhà nhá. Nếu mà các bác muốn về test cái tính năng này đi thì tốt nhất là trong nồi nhà mình nên có đồ ăn. Tại vì chính là đồ ăn ở trong nồi nó sẽ là cái giúp nâng cái nhiệt độ ở trong nồi lên cả nhà. Đấy, còn hiện tại thì em Hương đang test cho cả nhà là cái nồi không thôi các bác nhá. Đây, mã số của bếp đây ạ, IC800BR cả nhà nhá. Kiểm tra hàng các bác để ý cái mã này giúp em Hương. Rồi đây ạ, đây là khay nướng và vị nướng của bếp các anh chị nhá. Lát em Hương sẽ mở cái nội thất bên trong cho cả nhà theo dõi. Đây là phía trong của lò nướng đây ạ. Rất là sạch sẽ này cả nhà. Cái này nó là tôn, nó là thép nguyên bản của bếp đấy. Và chiếc bếp này là dòng nguyên bản nhá, em không có sơn xịt lại đâu. À, bếp bên phải đã tắt bếp rồi các anh chị ạ. Cái chiếc bếp này thì nó tắt bếp bằng nó không kêu tít tít cả nhà nhá. Nó báo hiệu bằng âm thanh thôi chứ nó không kêu tít tít. Nó đang sáng đèn ở đây rồi đấy ạ. Bếp bên trái thì vẫn đang cháy. Rồi, ok ạ. Bây giờ em Hương sẽ tắt bếp đi. Bếp hiện tại em Hương vẫn đang còn bật đấy ạ. Sẽ chỉ cho cả nhà thấy nhá. Cái cảm biến chống cháy nồi đây cả nhà này. Cảm biến chống cháy nồi đo nhiệt độ ở dưới đáy nồi và sẽ báo đến IC. Nhiệt độ lên đến 250 độ C cao quá thì bếp sẽ tự động tắt bếp. Sau khi tắt bếp thì sẽ khóa ga ngay lập tức ạ. Cái thứ hai đó là cái cảm biến lửa đây các anh chị nhá. Cái nút đồng ở đây này, nó là cái cảm biến lửa đấy. Đấy, cảm biến lửa ở đây. Thì khi mà ngọn lửa mất đi thì bếp cũng sẽ tự động khóa ga sau 15 giây. Bây giờ em Hương sẽ chứng minh cho cả nhà thấy cái tính năng này nhá. Đây, các bác đợi chờ cùng em Hương 15 giây nữa. 15 giây nữa để thấy là bếp nó đã khóa ga các anh chị nhá. Bếp bên này thì nó chưa có tắt ạ. Các bác đợi một chút xíu nữa thôi. Mặt mũi cũng rất là đẹp đúng không cả nhà? Mặt mũi cực kỳ đẹp luôn. Màu đen, cái mặt này nó là mặt men cả nhà nhá. Mặt men thì mình lau chùi nó sẽ sạch sẽ hơn cái dòng bếp mặt sơn.
và mặt men thì giá nó cũng sẽ cao hơn mặt sơn một chút xíu ạ, tầm 300-400 thôi, nó cũng không cao nhiều quá đâu. Rồi bếp nó cũng đã khóa ga rồi đấy, bây giờ em Hương sẽ test cho cả nhà thấy. Đây, đã khóa ga rồi các anh chị nhá, rất là an toàn, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bếp nướng thì vẫn đang còn cháy đây, hai bếp nấu và một bếp nướng, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Các bác nào mà là tín đồ của gọi là những cái sản phẩm mà nướng ấy thì các bác hãy mua cái chiếc bếp này, hai bếp nấu và một bếp nướng. Giá em Hương xin báo giá chiếc bếp ga này cả nhà nhé. Chiếc bếp ga này thì em Hương bán với giá đó là 2,3 triệu thôi ạ, 2,3 triệu thôi cả nhà nhé. 2,3 triệu cho một cái chiếc bếp ga như thế này. Bác nào mà quan tâm tới cái chiếc bếp ga này thì liên hệ em Hương ạ, 0359014200 là số của em cả nhà nhé. Kiềng của nó là bằng thép không dỉ các bác nhé. Kiềng của cái chiếc bếp này nó là bằng thép không dỉ đấy ạ. Cái bếp chia lửa thì bằng đồng, lúc nãy em Hương có chia sẻ rồi đấy. Đấy, mặt mũi đẹp, mặt men rất là đẹp đấy cả nhà. Thành vách thì cũng đẹp các bác nhé, thành vách cũng đẹp luôn. Đấy, đây là cái mặt hông bên bên phải của bếp. Đời 2014 cả nhà nhé. Đấy, đời 2014. À rồi, cái chiếc bếp này tắt bếp rồi cả nhà này. Tại vì cái chiếc bếp này nó không có kêu tít tít. Nhưng mà mặc dù là không kêu tít tít nhưng mà bếp cũng sẽ tự động tắt bếp và khóa ga sau sau khi mà có sự cố xảy ra cả nhà nhé. Đấy, bây giờ em Hương sẽ test cho cả nhà thấy luôn. Rồi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, bếp em vẫn đang còn bật đây cả nhà. Bây giờ sẽ test thêm cho cả nhà theo dõi cái tính năng, đó là tính năng cảm biến ngắt lửa của cái chiếc bếp này bên trái này nhé. Đối với cái tính năng này thì mất khoảng tầm 15 giây bếp mới khóa ga, cũng giống như là cái bếp chiếc bếp bên phải này thôi. Rồi, đã khóa ga rồi đấy cả nhà. Đã khóa ga rồi đấy. Rồi, rất là tuyệt vời. Bây giờ em Hương sẽ cho cả nhà xem cái nội thất bên trong của bếp cả nhà nhé. Đây, đây là nội thất bên trong của bếp các anh chị này. Rất là sạch sẽ. Đấy, rất là sạch sẽ đẹp. Em Hương sẽ quay chậm một chút xíu đây để cho cả nhà xem này. Rất là nhiều phụ kiện để tạo nên một cái chiếc bếp như thế này đấy các anh chị ạ. Vì sao nó được gọi là bếp ga an toàn? Vì sao được gọi là bếp ga thông minh đúng không ạ? Một chiếc bếp Nhật như thế này nó quá nhiều phụ kiện, nó không đơn giản như cái chiếc bếp ga Việt của mình. Đấy, không tin thì các bác cứ về nâng thử cái mặt bếp ga của mình lên xem. Rất đẹp cả nhà nhé. Rồi, bác nào mà ưng cái chiếc bếp ga này thì liên hệ em Hương ạ. 2,3 triệu thôi. 2,3 triệu là bao ship cho cả nhà rồi đấy. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người. Các bác vào xem video thì ủng hộ em Hương một like, một đăng ký kênh cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em Hương ạ.